lên cho các bác cây mộc hương ta hoa vàng nhá. Hàng bên em đang sale off mộc ta hoa vàng, cao cây 1m6 đến 1m8. Mộc ta hoa vàng nhá, cao cây 1m6 đến 1m8. Bây giờ vào hè rồi này, mà bây giờ cây nó vẫn hoa này. Đấy, vào hè rồi mà cây vẫn đóng nụ nhá, cây cực kỳ đẹp luôn. Đây là nụ hoa này. Mộc hương thì sẽ ra hoa vào mùa nào, nhiều bác cũng thắc mắc là không biết mộc hương ra hoa mùa nào mà tại sao nhiều người yêu thích thế. Mộc hương thì thường nó sẽ ra hoa từ tháng 9 âm lịch cho đến hết tháng 3 âm nhá. Ngoài ra thì vào hè nó cũng có, vẫn có thể ra hoa, nó sẽ ra hoa ít hơn và lác đác. Những hôm mà thời tiết mà mưa lạnh lạnh ấy thì là hoa nó sẽ ra, còn thời tiết mà nắng nắng thì nó sẽ chậm hoa hơn. Ví dụ như cây mấy nay trời mưa này, mấy nay trời mưa đẹp, thời tiết mát mẻ này, thì cây này mặc dù đã vào hè rồi nhá, mặc dù đã qua mùa của hoa mộc nhưng mà mấy hôm nay thời tiết mát mẻ thì cây mộc vẫn ra hoa này các bạn này. Nó vẫn ra rất là nhiều nụ. Đây là nụ này, em quay sát này. Đây là nụ hoa nhá. Nụ này ra, nó ra được tầm này bắt đầu là tháng 4 rồi. Tầm này bắt đầu tháng 4 rồi, nó vẫn ra hoa nhá, đây này. Đấy, nó vẫn ra hoa và thời tiết dạo này nó mát mẻ ấy. Cây mộc hương nó ra hoa theo thời tiết ấy, cái thời tiết mát mát là nó ra hoa. Chủ yếu mùa chính của nó sẽ là mùa thu, mùa đông và mùa xuân nhá mọi người nhá. Một năm có 9 tháng thì nó sẽ ra hoa liên tục trong vòng, một năm 12 tháng thì nó sẽ ra hoa liên tục trong vòng 9 tháng. Chỉ có duy nhất 3 tháng mùa hè là cây nó sẽ ít hoa. Nó vẫn một vài cây nó vẫn ra hoa nó, nhưng mà nó sẽ ít, nó không được sai nhiều hoa, không nạp hoa nhanh như là mùa chính vụ của nó. Và cây này nhà em đang bán là vanh của nó vanh 8 và cao cây vanh 8, vanh 78 nhá. Cao cây 1m6 đến 1m8 á. Cây rất là đẹp này. À, các bạn thấy không? Cao cây 1m6 đến 1m8. Hàng này em bên em đang còn giá rất là hợp lý cho mọi người. Giá rất là hợp lý nha mọi người nhá. Chỉ 100k thôi. 100k cho đơn mua từ 10 cây, 120k cho đơn mua từ 5 cây nhá. Các bạn lấy từ 10 cây đi cho giá rẻ, bên nhà em bán giá còn giá dưới cả giá bọn em khai thác về. Tán rất là dày nhá, bởi vì em đặt đứng thì các bạn sẽ khó nhìn tán, đặt làm như này thì các bạn sẽ hình dung ra tán nó như thế nào đây. Tán dày xôm như này nhá. Tán rất là dày. Đấy, tán dày xôm như này. Và giá rất là hợp lý. Giá hợp lý nhá, tán dày xôm đẹp. Chỉ có 100k cho khách mua đơn từ 10 cây nhá. 100k là giá rẻ nhất rồi. Nếu mà mua dưới 10 cây thì em không bán được giá 100k nhá. Nên bác nào mà mua 100k là đơn mua từ 10 cây. Còn bác nào mà lấy đơn từ 5 cây thì giá sẽ là 120k nhá. Các em nhận đơn ship ít nhất là 5 cây nhá mọi người nhá. Ít nhất là 5 cây. Ở vườn em hiện tại còn khoảng 200 cây nữa cho khách lựa chọn. Cỡ cây này là còn khoảng 200 cây nhá. Vanh của nó sẽ là vanh 78. Đây. Chiều cao cây nó sẽ như thế này. Cao cây khoảng 1m8 nhá mọi người nhá. Cao cây khoảng 1m8. Nhấc cây lên thì đây. Thoát thân nó sẽ là thoát thân 40 phân trở lên 50 phân, cao cây khoảng 1m8, vanh của nó sẽ là vanh 78 nhá mọi người nhá. Bác nào ưng nhá. Bác nào ưng thì em bán là 100k một cây, anh nước ép mê cây ơi. Em bán là 100k một cây cho đơn mua từ 10 cây, thế là em nhận đơn ship. Còn nếu mà đơn anh mua từ 5 cây thì giá là 120k. Nhận đơn tối thiểu từ 5 cây nhá. Nhận đơn tối thiểu từ 5 cây. Đây. Cây nào nó cũng như cây nào luôn. Đây. Sale xả lỗ mà. Nếu bác nào mà theo dõi like của em ấy, theo dõi like ở dưới kênh Góp Nhặt Cắt Đá 01 ấy. Kênh đấy nhà em vừa bị bay kênh xong. Thì là hàng này đợt đầu năm em bán đều khoảng 250. Xong là sale giảm nó còn 270. Ở đến hôm nay là còn có 100. 100k là chuẩn mộc ta nha anh nhá. Chuẩn mộc hương ta hoa vàng nha các bác nhá. Chuẩn mộc hương ta, đây em quay sát lá cho mọi người xem này. Đấy, quay sát lá mộc này. Quay sát lá mộc cho mọi người xem này. Bảo hành giống trọn đời nhá. Riêng mộc thì em bán là bảo hành giống trọn đời nhá. Chuẩn mộc hương ta hoa vàng. Đấy, quay sát thân và lá. Đấy, để không. Lý do sale là bởi vì bây giờ thứ nhất là vào hè, và thứ hai là khu chỗ này nhà em này là người ta đang làm đường này. Đấy các bạn thấy không? Lý do sale là bởi vì chỗ này nhà em đang làm đường nên là xe pháo không đỗ được về, không đỗ được vào, và người ta, những cái xe bốc hàng từ các nơi khác người ta về để người ta mua hàng ấy, người ta sẽ ngại đi vào vườn. Người ta sẽ ngại, người ta sẽ không vào bởi vì nó bị như này này. Ngại,
ngại người ta không vào vườn nữa, nên tầm này là thứ nhất là vào hè, thứ hai là như này đang làm đường chỗ này nên là bọn em mới phải sêu. Đang làm đường ở đây, bọn em đang làm đường nhá. Nên là bọn em mới phải sêu cây đi, không cho cây về thêm nữa mà ở đây. Ở đây em còn 200 cây nữa nên là sẽ bán nốt, bán hết chỗ này. Với cái giá chỉ 100k thôi, quá là hợp lý. Giá rất là hợp lý nhá. Cực kỳ hợp lý luôn. Ai ưng nhá. Ai ưng thì chốt đơn. Ai ưng thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào số điện thoại em Thủy là 969162214 nhá. 969162214. Cao cây 1m8 cả bầu. Cao cây 1m8 cả bầu, vanh 78. Thoát thân 40 phân cho đến 50 phân. Chỉ 100k nhá. Chưa bao giờ mộc hương rẻ như bây giờ luôn. Tầm này các bác mua là được hời luôn. Xong mà các bác mua trước đấy. Các bác mua trước là bị giá cao hơn mọi người đấy. Mọi người mua tầm này là giá hợp lý. Bây giờ nhà em còn 200 cây, em bán lốt thu hồi vốn nhá. Khai thác về còn giá còn cao hơn là cái giá em bán cho mọi người đấy. Khai thác về giá em bán còn cao hơn giá bán cho mọi người. Ai ưng thì inbox cho em nhá. Em xin phép xuống like đây.